tham khảo cấu hình là một nồi chiếc nút nha, bao bóc cho anh em ha, một nồi Thái êm mạnh bền cho anh em, nó không bao giờ bị tụt nồi nha. Giới thiệu với anh em suất 110 xăng cơ, cấu hình lên combo bộ nồi chạy bài 54 in nha. Xe này đang bị tình trạng tụt nồi, em làm cấu hình cái nồi Thái độ giúp xe chạy vừa bóc vừa bền cho giúp xe nha. Thì cấu hình cái nồi cũ thì đi sơ qua để cho anh em nắm cấu hình trước nha. Chuông bị sọc chuông nè, chuông nha, đó bố bị tình trạng làm mòn chai lì bố nè, còn chai lì bố rồi. Phần cái bố sắt nồi sau bị dạng là tuột nặng ha, tuột nặng cháy bố ha, tuột nồi nè. Và cái lò xo bị lúng xẹp nè, đó. Thì cấu hình này thì em đi xe combo là full của bộ nồi Thái nha, đầy đủ chủ xe, đó, combo đầy đủ full chủ xe luôn. Gồm phần nồi trước nè, đó, một chuông nồi trắng sáng ha, đó, full chủ xe. Em làm lại vô xe làm như đẹp mới nha, đó. Đi lại vô xe combo là 3 bố mới nè, 1, 2, 3 full mới chủ xe nha, đó. Đi lại xe combo full là bố Thái, combo là 5 đôi bố nồi Vinh Thái bản lớn nha, 1, 2, 3, 4, 5 ha, 5 bố như thế bằng lớn. Em đi sắt Vinh Thái nè, combo là 4 lá, đó. Bốn sắt Vinh Thái trắng đẹp full mới vô xe luôn, quá đã ha. 1 2 4, em đi sắt Vinh mịn nha, không đi sắt lô có lỗ sẽ bào nồi của anh em ha. Em đi sắt Vinh mịn, đi kèm lại cho anh chủ xe là bốn cái lò xo nồi full Thái luôn. Lò xo này thì cái độ đàn hồi rất tốt nha, đó, nhúng nhảy rất ok. Anh em muốn lên combo bộ nồi Thái chạy bài 54 58 thì ghé bên Độ Xe Việt Nam, bên em thì chuyên làm bài 54 58 dòng suất nha, cho anh em đi phượt Tết ha. Rồi, xin chào anh em. Đây, chào anh em, suất 110 xăng cơ, giới thiệu với anh em có bình ráp cái bộ nồi nha. Đầu tiên sẽ cho phần cái bố bát càng nồi trước vô, tới phần cái chuông nồi thì em đã cho phần ô tô bích nồi vô nha, tới khâu nồi trước ha, tới lồng đền nồi trước và tới tán nồi nha anh em. Rồi em tiến hành là cho phần cái bộ cái chuồng heo nồi sau vô, tới cái lồng đền chặn đế, tới phần cái đế nồi nha anh em. Rồi tới cái lồng đền chặn pha và tới tán nồi. Tiến hành là siết tán nồi vô luôn, sau đó em sẽ bắn cái nồi trước ha, bắn nồi trước bắn nồi sau và em lắc kê lại cái lồng đền chặn tán nha anh em. Rồi tiến hành cho phần cái bố nồi sắt nồi vô, combo nó gồm có 4 bố 3 sắt nha ha, 5 bố 4 sắt và 4 lò xo nồi. Thì anh em lưu ý lắp 4 chiều ha, chiều con nằm trong còn ở chiều bé nằm ngoài. Tiến hành mặc ép nồi vô, mặc ép nồi gồm 4 chân nha và 4 lò xo. Lò xo thì anh em để chiều lớn nằm trong ha, còn cái chiều nhỏ nằm ngoài. Tiến hành siết đều 4 con tán, siết 4 lò xo nồi nha. Anh em lưu ý là siết đều từng con một ha, và nguyên tắc là đối chiếu nhau, con này đối chiếu con kia. Em tiến hành là bắt đầu chỉnh nồi nha. Rồi test nhẹ cho anh em tham khảo cấu hình làm nồi chiếc nút nha, bao bóc cho anh em ha, một nồi Thái êm mạnh bền cho anh em, nó không bao giờ bị tụt nồi nha. Em làm cho anh em cấu hình là 54 58 62 đều chịu được hết ha, đó, full nồi Thái êm mạnh bền đó. Làm cấu hình là nồi bố Vinh Thái nha, đó, chạy nước bóc đó. Test nhẹ cho anh để cho anh em tham khảo luôn. Đó, full nồi Thái. Đó, chai này nói là xe chạy bị tình trạng hụp nha. Em làm lại là bao hụp nha. Đó, không có bị tình trạng là tuột nồi ha. Cấu hình nồi này thì bao cho anh em đi phượt Tết nha. Đó, anh em có thể đi phượt đường dài rất ok ha. Đó, quá đã. Full bộ nồi bố Thái. Chạy bốc nhẹ xe cho anh em. Đó. Anh em có nhu cầu làm xe Tết thì tranh thủ qua sớm nha. Em làm xong sớm chưa? Tại vì đang Tết xe rất đông nha. Đó. Dạo cho anh em tham khảo ha. Full nồi Thái, quá đã. Full cấu hình này là em làm có hai nồi ha, nồi trước nồi sau full Thái luôn. Làm xong bên em sẽ test đầy đủ cho anh em ha, để cho anh em tham khảo ha. Đó, quá đã. Rồi, cảm ơn anh trai suất rất nhiều nha.